coi như là đó giờ TV Đài Loan Việt cái sáng nào tôi cũng coi hết, mà từ hồi mà nghe cái vụ án này làm chấn động thì không phải con người với con người, mà sao mấy người đó là ác quá, giết một lần tới 6 người. Mà phải nói là nếu mà điều tra chắc lâu mà không ngờ mấy anh đó, công an với mấy anh phóng viên đó điều tra mới có mấy ngày mà đã ra rồi đó, cũng chúc mừng cho mấy anh công an, mấy anh phóng viên để cho người ta được giải quan này.